Tập. Bởi vì hôm nay gặp Thầy, đây là Thầy nói lần cuối cùng không còn gặp Thầy nữa. Thầy nay nay 80 mấy tuổi rồi, nhưng rồi Thầy cũng phải ra đi chứ, Thầy làm sao mà không bỏ mấy con được, đâu có ở đây mãi được. Bởi vì mang cái thân này thì mình hết duyên nợ thì phải ra đi thôi. Bởi vì bây giờ còn duyên, còn nợ với các con thì còn ở đây la rầy dạy bảo. Nhưng vừa hết duyên nợ là Thầy sẽ ra đi, chứ không thể nào nắn ná gì hơn được. Muốn thêm thì cũng dễ chứ không phải không, nhưng mà gánh việc đời biết chừng nào cho hết nhé con, gánh chừng nào cho nó xong. Cho nên chỉ có ra đi để trao lại cho người khác mà thôi. Ngoài ra người khác có duyên hơn, người ta sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn, thì Thầy ra đi thì giao lại cái gánh đó cho cái người thừa kế. Theo đó mà ai có duyên dẫn dắt người ta tới nơi tới chốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Hồi 0 giờ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2013, tức ngày 21 tháng 11 năm Nhâm Thìn, Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, Viện Chủ Tu Viện Chơn Như, vị Thầy kính yêu của chúng ta đã nhập diệt, an nghỉ vĩnh viễn trong trạng thái bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Khi hay tin Đức Trưởng Lão nhập diệt, không ai tránh khỏi sự bùi ngùi xúc động trước sự ra đi của người. Đó là sự mất mát lớn lao của Tu Viện Chơn Như, cũng như toàn thể tăng ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước nói chung. Người đã thực hiện xong sứ mạng Hoằng Dương Chánh Pháp, người đã vượt qua bao gian nan vất vả để dựng lại chánh pháp của Phật. Khi nhận thấy duyên chúng sinh đã hết, nên người đã tự tại xả bỏ báo thân để an trú vào niết bàn vĩnh viễn. Lễ viếng và tiễn đưa Đức Trưởng Lão về nơi an nghỉ cuối cùng đã diễn ra hồi 16 giờ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2013. Trưởng Lão được an táng giữa khu vườn cây phía trước nhà sách của tu viện. Từ khi Ngài hướng tâm tịnh chỉ hơi thở cuối cùng vào lúc 0 giờ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2013, đến lúc chúng đệ tử hoàn tất lễ an táng vào lúc 4 giờ chiều ngày mùng 2 tháng 1 năm 2013, vỏn vẹn đúng 16 tiếng đồng hồ. Không có tang lễ, không có cáo phó phân ưu, không cờ phướng rồng rắn, không trống kèn chuông mõ tụng niệm, không trà tỳ xá lợi nhục thân, cũng chẳng có lễ nhập kim quan bảo tháp. Thậm chí đến một đóa hoa tươi, một nén hương tưởng niệm cũng không hề có. Kết thúc lễ an táng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, bằng hai bài phát biểu ngắn gọn, đọc mất vài phút. Một của đại diện tu viện Sư Thích Bảo Nguyên và một của đại diện tu sinh Thích Nữ Tâm Như. Cuối cùng là lời cảm ơn ngắn gọn Sư Thích Mật Hạnh. Ngài không thu thần thị tịch, nhưng hướng tâm tịnh chỉ hơi thở, xả bỏ thân nhân quả một cách nhẹ nhàng, không có hương hồn, giác linh, mà chỉ có từ trường giải thoát bất động, thanh thản an lạc, vô sự trùm khắp. Không gian thuần tịnh thanh khiết của tu viện vẫn như nó vốn có
bình lặng như không có gì thay đổi, xáo trộn. Xa xa bên kia rào, giữa rừng bạch đàn xen lẫn những cái thất nhỏ, các tu sinh đang độc cư thiền tịnh, miên mặt xả tâm, ly dục ly ác pháp. Họ không hề biết thầy mình đã ra đi. Đúng 1:30, cô Diệu Hiền mời quý tu sinh lên nhà khách. Sau khi tu sinh lên đông đủ, cô xá chào với nét mặt nghiêm trang. Cô trân trọng thông báo: thầy của chúng ta đã nhập niết bàn rồi. Thầy ra đi lúc 0 giờ, ngày 2/1/2013. Thật là ngỡ ngàng, bàng hoàng trước lời thông báo của cô, như một tiếng sét đánh bên tai, làm con không khỏi xúc động. Bao nhiêu niềm hy vọng, hân hoan, mong được gặp thầy, giờ tan biến. Thay vào đó là sự bùi ngùi. Thầy nằm đó với gương mặt tươi cười trên môi, thật là hiền hòa và khả ái làm sao. Thầy đã nhập niết bàn thật sự rồi. Tuy thầy nằm đó, thân thầy bất động, nhưng chúng con vẫn thấy được từ trường thanh tịnh đang lan tỏa khắp mọi nơi. Trong lễ viếng ngài thật giản dị và trang nghiêm, không tốn bao của đàn na tính thí, đúng như lời thầy căn dặn, không có tiếng đờn kèn éo o, không lời tụng kinh ê a, không có nhang đèn hoa quả, mà chỉ có những nén hương tâm thành kính của quý tăng ni và Phật tử gần xa kính dâng lên thầy với phút mặc niệm, tưởng nhớ đến ân đức thầy tự mình sống với đời sống thiểu dục tri túc, chấp nhận gánh nặng thiện pháp, giữ đúng giới luật đức hạnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Thầy đã giành quyền làm chủ 4 sự khổ đau của kiếp người. Thầy đã giải thoát hoàn toàn, không còn bất kỳ ác pháp nào tác động đến thân tâm thầy. Thầy đã xây dựng lại bước đầu chánh pháp đạo đức nhân bản nhân quả. Trên 2500 năm mới tìm lại được, mà bấy lâu nay đã bị dìm mất không ai hay biết. Thầy đã định trước ngày này, nên thầy có buổi họp chúng để nhắc nhở. Thầy nói rằng: thầy gặp các con lần này là lần sau cùng. Tất cả những gì thầy đã dạy hết cho các con, sau này sẽ có người đồng trang lứa với các con thay thầy hướng dẫn cho các con tu tập. Thành ra tôi có một cái người bạn thân mà mất rồi. Thế cái thầy này đó là ở trên Tráng Bàn nè. Thầy trên Tráng Bàn, tức là thầy Thông Lạc. Hồi trước con ra theo học thiền với thầy Thanh Từ. Thầy Thanh Từ nói là Thông Lạc á, đắc thiền rồi đó. Thầy Thanh Từ nói như vậy đó, thì tôi mới lên, tôi tìm thầy Thông Lạc, tôi hỏi xem coi thầy đắc thiền như thế nào đó, để mình có thể học theo ngài chứ. Hay nghe chỗ nào có người tu chứng là mình phải đi tìm thôi. Đi lên đó tìm. Thầy tôi nói là tại sao? Là vì thầy Thông Lạc đó, tập được một điều đó, mà mình chưa tập tới được. Tức là thầy có thể ngồi suốt 49 ngày phải không? Mà không ăn không uống. Ngồi thiền á. Ngồi thiền suốt 49 ngày mà không ăn không uống. Đức Phật hồi đó ngồi thiền 49 ngày đó không ăn không uống, rồi đó ngài thành Phật. Nhưng mà thực tập được cái này đó thì phải nói là thầy Thông Lạc có một cái cơ thể đặc biệt đó. Cái cơ thể chịu được trong 49 ngày đó thì cái này ít có ai làm nổi. Ít có ai làm nổi cái chuyện này. Có nhưng mà rất ít người làm được. Nhưng mà trong 49 ngày đó ở trong định đó, thì bây giờ đó thấy cái gì, hiểu cái gì, phát minh được cái gì, ba cái này là quan trọng. Ngày xưa tôi có lên, tôi thăm thầy Thông Lạc ở trên Tráng Bàn. Thầy Thông Lạc cũng là một nhà sư ở trong hiện tại ta đây.
Nhưng mà thầy Thông Lạc cũng có khả năng nhập định suốt 49 ngày được. Tức là không ăn uống gì hết ở trong đó. Chính tôi chứng kiến chứ không phải là cái chuyện lịch sử đâu. Chuyện có thật, cái người thật còn sống thật nữa. Đây là cái việc quan trọng. Nhưng mà khi mà thầy Thông Lạc nhập định ấy, thì đương nhiên cái thấy của thầy Thông Lạc khác rồi. Cái người nhập định thì khác hơn là cái người chúng ta đang sống. Đúng 0 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2013, tức ngày 21 tháng 11 năm Nhâm Thìn, Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã nhập diệt vào Niết Bàn sau khi giao phó trọng trách cho các thế hệ mai sau tiếp tục sứ mạng giữ gìn chánh Phật Pháp của Phật. Với tâm huyết của Thầy, Chân Như vẫn sẽ là nơi dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Nơi đây sẽ mãi mãi đi vào dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam và loài người trên thế giới. Giờ đây và muôn ngàn năm sau, ánh sáng của chánh Pháp do Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc dựng lại vẫn cứ hiện hữu trên hành tinh này. Trong từ trường bất động, người vẫn còn sống mãi.